Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở góc đường Nguyễn Trãi và đường Nguyễn Tri Phương ha. Hướng tay trái là mình về lại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đó, trước mặt anh chị là bệnh viện Nguyễn Tri Phương hướng cổng qua này và hướng bên kia là mình lên cầu Nguyễn Tri Phương mình về quận 8 ha. Đó mình đi thẳng luôn là đường Nguyễn Trãi nha. Ở trục đường Nguyễn Trãi có khu vực buôn bán hàng thời trang rất là nổi tiếng của Sài Gòn mình ha anh chị. Bên tay phải của mình là chợ uh, bệnh viện Ăn An An Bình à, Bên tay phải của mình là bệnh viện Ăn Bình ha. Ở ngay cái công viên à, ngã tư uh, phía trước mặt anh chị là ngã tư dưới đường Trần Phú, Biển Trải Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở khu vực quận 5 nha à, Nằm gần chợ An Đông Gần uh, bệnh viện 30 tháng Tư, giáp quận 10, giáp quận 1, giáp quận 3 Khu trung tâm của Sài Gòn mình ha Căn nhà này có chiều ngang là 4,5m nha anh chị Và chiều sâu vào là 12m Được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng và một lầu nha Về pháp lý thì căn nhà có sổ hồng riêng Được hoàn công đầy đủ Mua bán thì chị ký công chứng căn tên ha Đi thẳng đường Nguyễn Trãi Là mình về lại công an nguyễn nhất ha không và bên đây là đường an dương vương trần phú ta đi theo trục đường trần phú này luôn nha cái dòng xoay này là dòng xoay giữa sư bạn hạnh an dương vương trần phú ha thì uh, nhân sẽ đứng ở đó và review bên trong cho anh chị mình xem ở bên kia đường cái tòa nhà cao đó là khách sạn windsor trên nhà chúng ta sẽ nhìn thấy căn nhà khách sạn đó luôn Nào, ở đây thì mình thuận uh, tiện các cái chành xe rất là nhiều luôn có chành xe phương trang chỗ này luôn nè anh chị đó có chành xe phương trang bên tay trái của mình nè. À. rồi uh, phương trang thành bưởi đầy đủ hết ha các nhà xe đâu đầy đủ hết anh chị mình có con em đi lên du học trên này thì lên sài gòn thăm các con cũng dễ ha bên kia là sư gần hậu sư bằng Hẳn. còn phía trước mặt anh chị là khách sạn Windsor và chợ an đông nha rồi nhân sẽ đứng ở đây và review bên trong cho anh chị mình xem nha anh chị thôi mời anh chị đi theo nhân để xem bất động sản này có phù hợp hay không anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố hồ chí minh qua kênh youtube bất động sản sài thành hiện tại nhân đang ngay uh, khu vực chợ an đông ha ngay góc uh, vòng xoay ngay uh, đường trần phú an dương vương và Tr và sư văn hạnh ha bên đây phải của mình đó là chợ an đông nha anh chị đó ngay cái góc uh, vòng xoay nhỏ này nè là Tr bên đây là T trần phú ha bên đây là an dương vương nha Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở khu vực phường 9 của quận 5 nha anh chị Gần uh, Windsor nè, nhà mình sau lưng đây thôi Ở Trong con hẻm 236 đường Trần Phú bên đây Đó, Hẻm này này là hẻm 236 ha Hướng Trần Phú này về lại quận nhất nha anh chị Rồi Nhân sẽ đứng đây và review vào tới bên trong cho anh chị mình xem ha Ở căn nhà này có chiều ngang là 4 m rưỡi và chiều sâu vào là gần 12m nha được xây dựng với kết cấu là một trệt một lửng và một lầu nha anh chị đó nhà thì uh, mới anh chị vào ở ngay chủ uh, làm mới hết nguyên uh, nguyên con luôn nha chủ tặng hết toàn bộ nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn chiều ngang là bốn m uh, rưỡi nha anh chị và chiều sâu vào là được uh, 12 hai m ha ở hẻm uh, ngay cái vị trí uh, nhân đang đứng nè, qua vừa qua lậu đây uh, là hẻm 236 ha. Uh. Căn nhà mình có địa chỉ là 236 Sẹt 12 đường Trần Phú uh, anh chị, phường 9. Đây là phường 9 của quận 5 mình ha, uh. gần ngay chợ An Đông luôn nha. Gần ngay chợ An Đông luôn nha anh chị. Ờ, nhân đi vào trong ha. Uh. đi vào trong cho chị mình xem ha. Uh. Đây là hẻm vào nhà của mình nha, uh. hẻm 236 ha. Uh. Rồi sau lưng cái căn nhà này nè là vị trí căn nhà của mình ha hướng nhà này là hướng đông nam nha anh chị đó chỉ cách mặt tiền thì chỉ khoảng 30 mươi mét thôi hai bên đây là hai cái nhà của người ta hai nhà lớn rất là sâu ha đó hẻm thì rộng rãi hẻm xi măng sổ hồng riêng nha anh chị hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên nha Rồi tới vị trí căn nhà của mình này ha Địa chỉ căn nhà mình là 236 sạc 12 Đường Trần Phú, phường 9, quận 5 nha anh chị đó, căn nhà mình uh, từ mấy này nè Qua tới mấy kia là 4 m rưỡi nha Và chiều sâu vào là được uh, 12m nha anh chị Đó mình làm cái uh, cái cổng nè Ở trên có máy sắt kia Cái cửa này thì sẽ lùa ha Cửa lùa ép sát vào trong ở đây có cung sắt bảo vệ hết ha. ở nhà điện chính nước chính nha. nhà mình thì không đối diện nhà với nhau. anh chị mình để xe hỏi mái phía trước nhà. Đó, có khách đi chơi để xe thoải mái luôn nha. ở trên làm cung sắt bảo vệ hết luôn rồi. có tấm kính che ở trên luôn rồi nè anh chị. sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ ha. mua bán ký công chứng sang tên. mình để nguyên cái sân trong này. cái sổ này thì thể hiện cái sân này của mình luôn nha. nên mình làm cổng rào bên ngoài ha. từ cái mí này đi tới cuối căn nhà mình ha cuối căn nhà mình luôn là được uh, 12 m nha anh chị mình có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi và có 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh ha Đó. hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 890 nha nhà mình thì không đối diện với nhà căn này mặt tiền rồi nè căn này là mặt tiền rồi nè rồi hay ha thì uh, hướng này là hướng Nam và nếu mình đi hướng này ra là hướng Đông nha anh chị ở đây cái sân nhà chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết rồi bên đây thì là một cái chỗ để trồng cây xung quanh thì dán giấy dán, dán tường cao ráo lên luôn nha ở trên đây là đúc luôn nè một trệt một lầu đúc ha nhà đúc cây tông cốt thép hết nha ở nằm gần chợ An Đông bệnh viện An Bình rồi thêm nhà cao ráo cao hơn cái sân trước nhà mình đó thì khoảng hai tấc và ở đây thì hiềm mí đá hoa cương ha cửa thì sử dụng cửa nhôm sifa loại dày kính cường lực ha. gạch thì cũng là gạch mới ha. gạch bóng kính đi từ chỉ cao lên khoảng hai tấc lên rồi trần nhà cao ráo sạch sẽ ha đó. ở đây có đèn trang trí ngay vị trí phòng khách của mình ha đó, đây sofa này chủ cũng tặng lại cho anh chị mình luôn ngang là bốn mét rưỡi và chiều sâu vào là được 12 hai mét nha anh chị đó đây là không gian của phòng khách của mình ha đó điện âm tường, đèn trang trí, đèn led hết ha. Mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên ha. Nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó anh chị mình à, quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Sài Thành ha. Hoặc có bất động sản cần ký gửi anh chị mình liên quan liên lạc với nhân ha. Qua số là 0922 393939 39 39 ha. Nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình khi giao dịch luôn nha. Quay nhà là hoàn toàn miễn phí nha anh chị. Đó, đây là cái phòng khách của nhà mình nha. Và ngay chân cầu thang thì chủ cũng làm cái tủ âm tường đó. Gọn gàng ha. Đó, tủ đây là tủ âm tường nha anh chị. Đó. Đây, tủ âm tường ngay dưới chân cầu thang ha. Mặt bên của cân, cầu, chân cầu thang đó là kính cường lực khác và tay vịn là tay vịn gỗ nha anh chị. Đó, không gian rộng rãi, có sân để xe phía trước nhà. Đây, cái không gian uh, bếp của mình ha. Ở đây mình có thể để bàn ăn luôn nha anh chị. Vị trí này có thể để bàn ăn luôn nè. Nó còn rất là rộng rãi nha. Không gian bếp thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. ở tủ bếp trên đụng trần luôn nha anh chị. Thiết bị sử dụng đồ cao cấp, bóng kính ha. Đó cái cái giải bếp này mình để đồ rất là nhiều nha anh chị mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên ha ở mặt trong đó là kính cường lực nha và có đi đèn led cho anh chị mình luôn có chừa cho anh chị mình chỗ để lắp máy hút mùi nữa nè đó, này nước ha bồn rửa loại lớn nè có dây kéo ra nước ở đây rất là mạnh nha đó, đây có kệ thì rửa rau củ nè Tủ bếp dưới của mình ha đó đây anh chị Tủ bếp dưới của mình ha gọn gàng sạch sẽ mặt bếp thì đá hoa cương nè loại dây một bếp mà rất là sang luôn không gian rất là rộng rãi và sang trọng luôn nha mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nha anh chị ở đây thì mình uh, bếp mình có thể để các bạn ăn vị trí này điện thì âm tường hết ha một trệt một lửng và một lầu gần ngay chợ An Đông luôn, ngay góc dòng xoay giữa đường An Dương Vương, Trần Phú, Sư Vạn Hạnh. Địa chỉ căn nhà mình 236 xẹt 12 đường Trần Phú, phường 9, quận 5 nha anh chị. Ở đây là quận 5 ha. Mình có phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi ha anh chị. Đó, căn nhà này nở hậu mét m nha. Đó, vách này vách kính cường lực loại nhôm sifa ha mình làm thêm cái rèm và bên trong đây thì chủ cũng lắp đặt sạch sẽ Đó, có đèn trang trí đầy đủ cái thiết bị mình ha cho anh chị mình luôn à đây có lắp cái máy lạnh cho anh chị mình luôn nè chủ tặng toàn bộ cái thiết bị nội thất bên trong căn nhà mình luôn nha anh chị sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên căn nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu không lâu hoặc lộ giới nhãn giới gì ha nhà nằm ở địa chỉ là 236 trăm ba đường trần phú phường 9, quận 5 với chiều ngang là 4m rưỡi và chiều sâu vào là được 12m hướng nhà là hướng đông và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 890 giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh nha Đó, chủ tặng toàn bộ các thiết bị nội thất bên trong căn nhà mình nhà có sân để xe trước nhà ha anh chị mình xem lại không gian dưới trệt một lần nữa và nhân sẽ đi lên trên review trên cho anh chị mình xem ha cái sân trước nhà mình ha, căn nhà nằm ở góc luôn nha. Căn nhà mình đây là hẻm hông của nhà mình ha. Đó đây vô trong mình không còn cả bao nhiêu căn ha, chỉ còn 4 căn thôi. Ở đây mình có cái sân để xe, xe mình chạy xe để vô đó. Tức cuối ngày mình khóa cửa rào và cái cửa rào này cuốn vòng qua tới vị trí này luôn nha. Cuốn vòng ở đây luôn nè. ở cuốn vòng qua đây luôn nha anh chị. chủ tặng tất thiết bị bên trong căn nhà cho anh chị mình hết ha. Mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sơ tên nha khu dân cư thì ngủ không lôi hoạch lộ giới hạn giới này ha Đó. mình có phòng ngủ với nhà phòng ngủ dưới trệt và có nhà vệ sinh đây ha chưa quay cái nhà vệ sinh này cho anh chị mình ha đây nhà vệ sinh cửa nhà vệ sinh là sử dụng cửa nhôm sifa có dáng kính mờ các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ trụ tắm đứng gạch ốp cao ráo lên tới trên nha gạch ốp cao ráo lên tới trên luôn nha anh chị Đó, đèn này thì nhiều màu nhiều cái độ màu nè muốn ấm thì để màu vàng vàng đó, trụ tắm đứng với anh chị, ở bồn ngồi nguyên khối, nhà vệ sinh rộng rãi. ở dưới chỗ nhà vệ sinh này chủ làm cái tủ nhỏ để mình để đồ ha. Đó, đây cũng có cái kệ nhỏ đây nè đó cái kệ nhỏ chỗ này. Đó, mở ra ha. mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nha anh chị. ở nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiền Phủ nha. nằm ở hẻm 236, s 10 hai đường Trần Phú phường 9 quận 5 nằm giáp quận 1 giáp quận 3 có phòng trọt dưới trọt cho người lớn tuổi ha ở trần nhà cao ráo ha. bây giờ nên đi lên trên ha. cầu thang thì cầu thang đúc ha. mặt đi bằng đá hoa cương đen và mặt trong là đá hoa cương trắng tay dịnh gỗ mặt bên bằng kính cường lực ha đi theo chiều hướng kia đồng hồ đi theo chiều hướng tay phải ha ở trên đây làm lót gạch sạch sẽ hết để cho anh chị mình để đồ trang trí Đó. không gian thiết kế mở ha anh chị mình đứng ngay không gian ở trên cầu thang mình nhìn xuống lần nữa nha Đó. không gian rộng rãi với chiều ngang là bốn mét rưỡi và chiều sâu vào là được tới 12m mét ha Đó. cửa thì cũng rộng rãi cao ráo nha thiết kế mở rồi mình tiếp tục đi lên trên cho anh chị mình xem ha chủ tặng các thiết bị liên quan bên trên trong căn nhà cho anh chị mình luôn nha đây ở đây có cái cửa sổ luôn nha anh chị ở đây có cửa sổ hẻm bên hông của nhà mình ha bình hẻm bên hông của nhà mình ở đây mình thấy Winsor nằm trên kia luôn kìa không Winsor ha Có ngay chợ An Đông luôn nha anh chị rồi ở đây thì một phòng ngủ chỗ này phòng ngủ là vừa bước lên chân cầu thang đây đây chỗ này là một phòng ngủ nha thì phòng ngủ này thì làm một cái cửa lớn và đèn cửa lùa bằng nhôm si pha anh chị mình về lắp thêm rèm đó và có trang bị luôn cái giường đó một cái giường cho anh chị mình ha chỗ khoảng này còn khoảng trống nè rất là rộng rãi luôn điện âm tường ha điện âm tường hết trần nhà cao ráo nha anh chị trần nhà cực kỳ cao và ở trên đây có làm cái đèn trang trí, đóng lao công dịp tầng xuống Làm đèn trang trí ha Hiện tại chủ đăng kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 890 ha, giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh Nếu anh chị thấy phù hợp với căn nhà này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại 0822 39 39 39 chính kênh YouTube bất động sản Sai Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình, nha anh chị. Đó. Cái phòng thứ hai của mình rất là rộng nha. Đó, ngay chân cầu thang bước lên là thấy phòng thứ hai và ở đây thì xây dựng là tầng lên xí xíu. đó Bước lên chân cầu thang nữa là chỗ này làm một tấm đá để làm điểm nhấn ha. Đó, tấm đá qua cương để làm điểm nhấn chỗ này ở ngoài trước một phòng ngủ phía trước lớn và nhà vệ sinh ở sau cực kỳ to luôn có thể để bồn tắm luôn được đó, đó nhà vệ sinh nè ở trên đây nhà vệ sinh cực kỳ to luôn chủ ốp tường cao ráo lên tới trên đèn led hết và có mắt quạt hút luôn đó, trụ tắm đứng các tủ nhỏ để mình chứa đồ các vật dụng cần thiết mình để vào đây đó. đây ha cực kỳ tỉ mỉ luôn nha anh chị một cái bồn rửa tay cực kỳ lớn chỗ này ha và một cái tủ chỗ này Đó để mình chứa đồ ha có gắn kính cho anh chị mình luôn nè cái nhà vệ sinh đây cực kỳ rộng luôn nha Đó, anh chị mình đang đứng đang đứng trong nhà vệ sinh cửa nhà vệ sinh là sử dụng cửa nhôm siêu pha dán kính mờ hết nha anh chị Đó, có dán kính mờ hết nè rồi bước ra đây phòng ngủ bên tay phải, chỗ lấy ánh sáng bên hông, chỗ này có cái đèn, một tấm vách kính cường lực tay vịn gỗ, cửa phòng ngủ tất cả thiết bị sử dụng cửa nhôm si pha. Đó. Đây là phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ lớn, Đó, mình có hai phòng ngủ lớn trên tầng này và một phòng ngủ dưới trệt cho người lớn tuổi. tặng cho chị mình ba cái máy lạnh, ha đây là cái máy lạnh thứ ba và phòng này thì trần nhà cũng cao ráo đóng la phòng nhật tầng có đèn ngủ đèn led điện âm tường gạch thì mới hết luôn nha anh chị đó thiết bị sử dụng đồ mới hết nha chủ xây mới nha mua bán sổ phòng riêng ký công chứng sang tên nha anh chị nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nhưng xin nhắc lại địa chỉ của căn nhà mình là 236 trăm ba mươi sáu đường trần phú ở đây là khu vực của phường 9, quận 5 nằm gây góc dòng xoay nhỏ ngay đường Trần Phú, An Dương Vương, Sư Vạn Hạnh, khách sạn Windsor, chợ An Đông, bệnh viện An Bình. Căn nhà mình có chiều ngang là 4 m rưỡi và chiều sâu vào là được 12 m. Nhà có hướng chính là hướng đông nha anh chị. Đó, nhà mới anh chị vào ở ngay, chủ tặng toàn bộ các thiết bị nội thất bên trong căn nhà cho anh chị mình luôn. Nhà có sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ nha, mua bán ký công chứng sang tên ha. Rồi đây mình ra cái uh, sân thượng của nhà mình, cái ban công của nhà mình ha. Rồi. Một phòng ngủ cực kỳ rộng rãi trong này. Và trên đây thì mặt trước này chủ ốp tường cao ráo lên tới trên hết luôn nha anh chị. Ở trên đây đúc ha, xung quanh là ốp tường cao ráo hết. Được ba phòng ngủ ha. Ở đây mình có chừa đường nước để mình để đọt ở đây chừa mình làm trồng cây, tưới cây Thì lấy đường nước chỗ này ban công của mình thì tai dịnh inox mặt bên bằng kính cường lực ha. ở bên hông này thì chủ cũng đi đường dây điện cho anh chị mình Đó, đường ống xả, giặt vũ phơi đồ ở đây ha, Đó, giặt vũ phơi đồ xả nước xả chỗ này luôn, cũng gọn. Nếu mình làm thêm một cái tủ âm chỗ này nữa ha. và lên đây làm một cái vách nè, tấm bô ly để che cái sân trước nhà của mình đây anh chị. đây là cái sân trước nhà ha, hôm nay cái nhà mặt tiền rồi ở bên đây mình thấy khách sạn Windsor bên đây đó nãy nhân nói đây kế bên nè à. đây Windsor ha ngay chợ An Đông anh chị An Đông bệnh viện 30 tháng 4 ở bên kia người ta cũng làm cái mái che ra rồi ở sân nhà trước nhà rất là mát mẻ ha đó, từ vị trí nhân đang đứng tính luôn cái sân luôn nha từ cái sân mình chạy ra tới cuối cái phòng phía sau đó là 12 m ha anh chị Anh chị đang xem video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Nhân đang review cho anh chị căn nhà ở địa chỉ là 236 sạc 12 đường Trần Phú, phường 9 của quận 5 nha anh chị. Đó, căn nhà này có chiều ngang là 4 mét rưỡi và chiều sâu vào là được 12 m được xây dựng với kết cấu một trệt, một lửng và một lầu ha. Đó, xây dựng cái kiểu lợp tầng, sổ hồng, hoàng công, một trệt, một lửng, một lầu, mua bán, ký công chứng sang tên, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha, Đó, được 3 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh rộng rãi, Đó, nhà vệ sinh trên tầng 2 cực kỳ rộng luôn, hai phòng ngủ cực kỳ lớn ha, phòng ngủ phía trước có cửa ra ngoài ban công, có sân để xe trong nhà, Đó, không có nghe mùi xe máy khi mình chạy xe vào ha, có hơi xăng nó ra thì cũng ảnh không ảnh hưởng tới trong gia đình mình ha đó thứ hai đó anh chị mình xem lại không gian của căn phòng mình một lần nữa ha và nhân xin kết thúc video quay nhà ở đây giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 5 tỷ 890 triệu nha anh chị giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh ha ở trên đây trên đây ngay chỗ này có làm cái kho để mình chứa đồ ha đó cũng là làm bằng cái cửa nhôm sifa mình bắt cái ghế làm để đồ cho anh chị ngay cái chỗ chân cầu thang cũng làm cái đèn trang trí ha đây một cái đèn trang trí hai cái đèn trang trí ở trên đây cái nữa là ba cái đèn trang trí luôn nhà làm rất là đẹp luôn nha anh chị ở dưới mình có ngay cái chỗ không gian đó cũng có làm cái đèn trang trí ngay phòng khách nữa cửa căn góc hai mặt hẻm à, mở cửa rất là rộng luôn đó. thiết kế mở ha mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha mình về nhà mình làm cái cửa rào chỗ này đó mình đóng cái cửa này lại thì mình có người thân mình về nhà để xe đó thì xe đang nóng thì nó nằm ở bên ngoài không ảnh hưởng tới trong ngôi nhà mình ha đó mình vào căn nhà này cực kỳ mát ha hướng này hướng này là hướng hướng nam nha anh chị và mình đi ra hướng này là hướng đông đó mình làm cái cửa cổng cực kỳ rộng luôn mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên ha anh chị mình uh, quan tâm tới căn nhà này hoặc có người thân trong gia đình uh, cần uh, mua một bất động sản ở khu vực quận 5 thì uh, chia sẻ video này ha để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị đó, căn nhà ở địa chỉ là 236 xe 12 đường Trần Phú nha khu vực của phường 9 quận 5 nha anh chị gần chợ An Đông bệnh viện An Bình khách sạn Windsor ngay góc trồng xoay giữa đường sư Vạn Hạnh Trần Phú An Dương Vương đó, giáp quận 1 quận 3 quận 10 chủ tặng toàn bộ cái thiết bị nội thất bên trong căn nhà ha. Được ba uh, cái máy lạnh một cái uh, sofa và tủ bếp đồ theo uh, hiện trạng này ha. Ngang mét m nhưng sâu vòng 12 mét ha. Hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39, 39 39 39 để xem bất động sản này nha anh chị. Nhân sẽ trực tiếp mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá. Ở giá này vẫn còn thương lượng nha. 5 tỷ 890 còn lượng lọc lá thêm cho anh chị mua bán nhanh ha điện chính nước chính hết nhà mới chị vào ở ngay à ăn góc hay mặt hẻm nhà đập ngoài tàu trong khu dân cư hiện hữu ha thôi chân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau hãy nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình đó, anh chị mình hãy nhấn like video ha và nhấn vào đặt bật chuông lên Khi nhấn up video lên thì anh chị mình là người đầu tiên nhìn thấy được căn nhà ưng ý nhất Có nhiều trường hợp gọi tới Nhân là căn nhà đã, đã bán rồi ha do anh chị mình chưa đăng ký kênh nha Rồi Nhân xin chào hẹp lại chị ở video quay nhà lần sau nha